Đây là chánh điện của chùa nha các bạn. Chánh điện của chùa Sư Giảng Khoai, chùa thầy nha. Chúng ta tiếp tục vào, tiến sâu vào bên trong để chúng ta đọc cái dòng này. Đạo phổ càn khôn lưu vạn thuế. Dòng này hay quá các bạn. Hạ quân giáp tý bằng nay, cơ trời đã khiến lập đời thượng lai. Hạ quân nay đã hết rồi, minh hoàng cầu Phật lập đời thượng quân. Hạ quân tức hợi đổi dời. Tức hợi đổi dời là sao ta? Năm tức năm hợi hả? Ngậu hoàng hội nghị lập đời thượng quân. Ông sư giải bán khoai cho biết hội Long Hoa được mở để chọn người hiền đức và lập đời thượng quân vô cùng đẹp đẽ. Một xã hội của người hiền không có kẻ ác, vì ở cuối đời hạ quân đa số con người bị tội lỗi quá nhiều, bởi trần tội lỗi quá muôn phần, cho nên lập hội Long Hoa chọn người hiền từ thì đặng thảnh thơi nghinh ngang khó trốn lưới trời mới dân, lưới hồng bủa khắp cõi trần chuyển lưng bát quái còn trong nỗi gì. Hạ quân sao chót xét suy, sự vong nào có khác chi sự toàn. Long Hoa là một trường thi để chọn người hiền, vì trước khi đến hội Long Hoa thế giới phải trải qua nhiều giai đoạn ghê gớm để báo hiệu cho thời hạ quân chấm dứt. Hạ quân này thể như bèo, nay còn nay mất hiểm nghèo thong don, lớp thì bệnh tật gầy mòn, lớp thì bạo lục nhân dân khốn nàn, lớp thời xu thế đa đoan, lớp kia lớp nọ khổ nàn biết bao, lớp thì tà quỷ lao sao, mưu sinh làm loạn dân hại dân muôn phần. Ngàn mấy lời khuyên khắp đông tây, nói cho nam nữ đặng hay giữ gìn, nếu ai mà chẳng có tin rồi sao mang ngoại, chớ tình trách than. Đây này các bạn, cái dòng khoai lang các bạn. Còn dòng này thì dài quá các bạn ơi, mình lấy điện thoại chụp lại được. Khoai lang nấu ăn chiên, bà con hãy đến tại thiền mà mua. Hay không quý vị? Bao nhiêu cứ lựa cho vừa, thiền nông cũng chẳng hơn thua làm gì. Ở đời lắm chuyện ly kỳ, khoai ăn khoai ăn đá nhiều tùy cái tâm. Hay quá gì vậy? Mình sẽ xin phép chụp cái bài này lại rồi mình sẽ đọc cho các bạn. Đạo phổ càn khôn lưu vạn thuế. Đức minh nguyệt hộ. Hộ gì đó quên rồi. Hộ nhân sinh. Wow, hay quá vậy.